chứ tôi xài khoảng 1,7 triệu 8,9 triệu không chừng, nhưng bây giờ tôi trả thì khoảng chừng 1,3 triệu 4 triệu. Cái sân thượng của tôi là hồi trước cũng nóng lắm, nhưng mà khi tôi lắp 8 tấm pin này lên thì nó cũng được che chắn được một phần cho cái không gian xanh của tôi. Bình thường nhà này phải dùng tới từ 2 triệu rưỡi 3 triệu tiền điện, nhưng mà giờ chỉ có hơn 1 triệu thôi. Khi lắp đến bây giờ là gia đình tôi cái năng lượng điện sản xuất được gần 7.000 kW. Cả tiền điện đó thì chúng tôi được có thể nói là giảm được, tiết kiệm được 1/3 cái chi phí tiền điện. Trời nắng thì tôi không có sợ nữa. Tại hồi xưa trời nắng là cứ phải mở quạt, mình tiết kiệm lắm cũng phải mở quạt thì cũng tốn tiền điện nữa. Thành ra bây giờ là cứ thoải mái, là giờ mình mở quạt mở đèn cũng không sao. Lắp đặt thì ở bên nhà lắp đặt họ rất là tốt, là cũng như là tới tư vấn rồi lắp đặt cho tôi rất là nhanh chóng. Bên điện lực người ta cũng có hỗ trợ, thì người ta sẽ thay đổi cho tôi cái đồng hồ 2 chiều. Thì cứ 6 tháng như vậy thì người ta tới người ta làm vệ sinh cho mình miễn phí một lần đó, thì tôi thấy cái đó là chăm sóc khách hàng quá tốt rồi.